các khu du lịch, các khu công cộng đông người. Nếu không để ý thì trẻ em rất có thể bị lạc hoặc sẽ trở thành nạn nhân của những vụ bắt cóc trẻ em. Đó có thể là những kẻ tội phạm buôn bán trẻ em. Đó cũng có thể là những người đang thèm khát được làm mẹ, muốn có một đứa con nhưng vì lý do nào đó mà không thể. Con tên là gì? Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? Em thấy em Và ngày hôm nay, tình huống bắt cóc trẻ em sẽ được camera giấu kín tái hiện lại tại khu du lịch Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tình huống ngày hôm nay có sự tham gia của gia đình anh Minh, chị Thủy và bé Phương Thảo tại thành phố Phan Thiết. Hai vợ chồng anh chị Minh Thủy sẽ trong vai vợ chồng bị mất tích đứa con gái út. Anh chị cầm theo tập giấy tìm người nhà có in hình em bé bị bắt cóc. Em bé Phương Thảo trong vai em bé bị bắt cóc. Thu Hiền trong vai mẹ mình bắt cóc trẻ em. Chúng ta cùng theo dõi xem câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào nhé. Con vẽ lại đi. Con vẽ lại số 1 cô xem nào. Phim của chương trình đang bí mật đi theo cặp vợ chồng diễn viên. Chị cảm ơn cho hỏi thăm cho tôi gửi cái này á. Hôm qua có con bé nhỏ con ở nhà nó bị lạc đấy chị. Bị lạc từ ngày hôm qua tới bây giờ. Chị ơi, cảm ơn chị thấy gì? Chị thấy chị điện thoại. Chị điện thoại giúp mấy chị. Cái số này nè. Cảm ơn anh chị nhiều. Dưới cái nắng nóng của miền đất gió cát, cùng với sự nhập vai khá tốt, anh chị đã khiến cho những người được nhờ giúp đỡ khá xúc động. Bé này nó hay đi, người ta đi đâu chơi người ta hay ca hát nhảy nhót, hay đi theo người ta lắm. Các nhân vật đang chăm chú tiếp nhận các thông tin của em bé bị bắt cóc. Có lẽ họ đang rất thương cảm cho gia đình bị mất con và lo lắng cho em bé gái trong hình. Em ơi, cho anh hỏi thăm chút, em có thấy một bé giống này không? Đi ngang ở đây không? Con bé nó bị lạc rồi. Là con gái nha. Hôm nào? Hôm qua. Tậu chưa? Dạ. Chiều hôm qua. Cảm ơn quý anh chị. Chị nhiều, cảm ơn em. Một vài tiếng sau, Thu Hiền trong vai má mì bắt cóc trẻ em dắt em bé Phương Thảo đi qua những điểm mà cha mẹ em bé phát tờ rơi nhờ giúp đỡ. Nhảy nhảy nhảy. Alibaba. Em bé đứng tại đồi cát nhảy múa khiến cho khá nhiều người chú ý. Nhảy như nào nhỉ? Quay vòng tròn. Đây. Thu Hiền đang dắt em bé sang đường uống nước. Đi đâu đây? Đây. Sợi muốn nước dừa nhá. Alo, có hàng rồi đấy, ở nhá. 5 tuổi, xinh lắm, bé xinh lắm, nhá. Thôi em xin. Thế con uống đi. Con uống một tí, cô cho con về Sài Gòn nhá. Cô cho con nghe nhạc Alibaba cả ngày nhá. Hay không? Alo, vẫn chỗ Lê Lai cũ nhá. 5 tuổi, xinh, rất xinh. Hình như cảm thấy có điều gì đó khả nghi. Nhân vật đang tìm cách giữ em bé và cô gái lại
để tìm ra sự thật. Đi nhỏ này đi lẹ ha. Đâu? Không phải. Không phải hả? Không phải. Con đi đẹp phải không? Không phải. Bao tiền chị ơi, bao tiền? 25 nghìn. Con á. Không phải. Đi. Cái gì? Xong rồi cô cho con xây Sài Gòn nghe nhạc nhá. Thầy, cái đó là con á. Không phải hình con. Không, cái này là con đi ăn, lúc mà con đi ăn á. Không phải hình con. Đi con đi ngay. Ôi ơi chị, từ á chị em hỏi một tí này á. Cái gì ạ? Ơ chị ơi, con em sao chị buồn cười nhở? Ơ hay nhở? Từ từ, để em hỏi cái này. Chị làm sao đấy? Nhưng mà để em gọi. Vớ vẩn. Sao mà buồn cười? Ba vẩn. Đi, đi về cô. Nhắc đi về cô nhá. Con em ơi, buồn cười nhở? Ơ sao, con làm sao? Xin cô. Làm sao hả chị? Ý là từ á, chờ, tại vì có người ấy rồi. Chị buồn cười nhở, nó khóc rồi đấy này. Nghe bé lấy tuổi ấy. Chưa. Anh chị làm nó khóc rồi đấy. Dạ, cảm ơn anh nha. Anh làm ơn giữ giùm tôi nha anh. Dạ mà. Tôi đang quay lại liền anh à, tôi đang quay xe lại liền. Cho về mẹ nha, cho về mẹ. Chị làm nó sợ rồi chưa? Tất cả mọi người xung quanh đang cùng nhau đoàn kết giúp đỡ gia đình người bị nạn. Ông sợ. Thôi. Bây giờ chị hỏi một câu thôi, con tên gì thôi rồi là cho con đi. Bé Thảo đúng rồi. Bây giờ con nghe bố con điện thoại nè. Nói chuyện với bố con điện thoại nè. Anh nói chuyện với bé đi thôi. Bố con nói chuyện nè, nói lớn lên đi. Xin chào bố đi con. Bé Thảo hả? Rồi con nói ba chạy lại liền con à. Thôi các chị đừng ra đi. Thôi. Để cho bé nó khóc. Bây giờ chị cứ ngồi vô ghế kia đi. Bây giờ là xíu nữa có cái người tới cắn mình nếu không phải thì... Và với cách lập luận chặt chẽ, tìm ra sơ hở cùng với bản lĩnh đối mặt với cái xấu và sự đoàn kết đồng lòng, các nhân vật đã giúp đỡ cho em bé được đoàn tụ với gia đình. Và chắc hẳn kẻ xấu sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng cho hành vi của mình. Bây giờ chị là chị bắt cóc con bé này, chị khẳng định là con của chị. Mình mới nói vậy, tôi nói nếu vậy chị ở đây tôi gọi điện tôi xác minh. Tôi xác minh nếu cho bố đó mà nếu mà bố nó tới đây không phải thì chị là con của chị. Rồi. Biển về chiều thật đẹp, những ngọn sóng nhẹ nhàng xô bờ, những cơn gió mát và trời cũng đã chuyển về tối khá nhanh. Mọi người có mặt trên bãi biển đang chuẩn bị ra về hết, thì cũng là lúc diễn viên của chương trình xuất hiện. Sao ạ? Chị này hỏi gì nè? Người phụ nữ này hình như đã nghi ngờ điều gì. Alo, có hàng rồi đấy. Nhá, 5 tuổi, xinh lắm, bé xinh lắm. Nhá. Đi, cô cho con về Sài Gòn nhá. Đi. Chị là chị đầu nãy á. Có cái chị kia hai chồng tôi cũng đi tìm em bé trẻ lẹt á. Sao ạ? Con mẹ gì, con tên gì? Mẹ Thủy. Mẹ Thủy hả? Đúng rồi, chào em mà. Bà không biết số điện thoại đâu, cứ nhắn tin cho đi. Hỏi coi, y chang luôn à. Phải, như đây chào em mà. Dạ vâng. Xin chào một xíu, chờ cái gì ạ? Cô đang ra sức ngăn chặn và muốn làm rõ sự việc. Đi rồi, một chuyến xe của em rồi, về Sài Gòn. Có mẹ nó đi theo không chị? Dạ. Mẹ nó có đây không? Mẹ nó nhờ em trông. Chờ một xíu đi, đây là cháu em mà. Cháu đâu mà cháu mà. Đây là cháu. Cháu nói nó còn nuôi bình mình nè. Đặc biệt khi càng lúc càng có thêm nhiều những nghi vấn. Em giao điện cho ba mẹ nó rồi. Bây giờ hay là em gọi điện cho mẹ nó cho chị nói chuyện nhá. Có số. Đây. Nghe gì bé ơi? Miếng giấy gì ta? Bây giờ điện báo công an đi, tới bà này có cái đi lẹt không đợi nó mới đây. Phụ xuống giùm đây. Công an nó xuống đây. Các nhân vật đang cùng nhau đoàn kết bảo vệ em bé và tìm ra sự thật. Bây giờ bé này nó đi lạc đúng không? Bây giờ chúng ta đang đi kiếm nó đúng không? Chúng ta giải quyết rồi. Vâng, ok. Dạ mẹ con. Alo. Anh cho em gặp chị Thủy cái. Người ta cứ bảo là em không phải là cô nó. Alo chị Thủy à? Vâng chị Thủy ơi, đây người ta đây này. Chị nói chuyện với người ta nhá. Này. Alo,
chị Anh alo, chị alo đi. Có alo phải mẹ tiếng mẹ con. Mẹ con. Phải tiếng mẹ không? Đúng không? Từ từ để nó nói chị. Ờ. Thấy chưa? Thấy. Đấy là thấy hai chồng cô dập máy rồi. Ủa sao dập đâu đó? Bên nhầm dập máy. Bây giờ chị đi giùm con. Đây đây đây. Đây rồi. Thấy chưa? Mọi người, vậy là nhờ những tấm lòng đầy tình người mà gia đình em bé đã được đoàn tụ. Qua tình huống này, một lần nữa chúng ta thấy thêm được sức mạnh của sự đoàn kết, đồng lòng sẽ mạnh mẽ như thế nào khi tất cả cùng hướng tới một mục đích tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống. Vâng, đây chỉ là tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Xin cảm ơn và chúc mừng các cô chú anh chị đã trở thành nhân vật của chương trình. Tặng một giày bó hoa, tặng anh bó hoa, cảm ơn rất nhiều. Vì mình thấy đứa bé thì mình giữ lại thôi, còn phải tìm báo công an, còn nếu mà không là chị thả em đi, chứ con không thả đi. Nếu mà là một người mà bắt cóc trẻ con thì người ta sẽ nhanh tẩu thoát thì trẻ con thêm một cái hướng nào đó, lúc đó mình phân vân mình suy nghĩ khi mà nhận thấy cái tờ như vậy đó thì giống quá rồi, giống quá, mình mới hối thúc mọi người là điện ngay và phải đúng là con bé này thôi. Chị cứ nói là dặn bé về Sài Gòn nha, em cũng ngồi họ cũng tưởng chị vậy, cũng nghi vậy thôi. Tại vì em thấy người ta phát tờ rơi á là em thấy cháu bé nó giống hệt nhau, cho nên em lại đặt lời kêu mọi người kêu từ từ giữ cháu bé lại. Mình phải giữ lại cho người nhà, người ta, người thân. Người ta tìm được cháu bé, người ta điện là công an, không lẽ kiện ra tội gì. Nếu mà hợp tình hợp lý là như là chị là cô ruột đi thì chị cứ về rồi công an người ta cũng giải quyết. Mọi người dân thì điện lên số trực ban trên đồn mới là cơ có một vụ bắt cóc con nít trên này. Thì bây giờ cũng kêu không giữ được, chủ yếu là cứ lên gặp trước, mời về đồn làm việc thì mình xác nhận sao. Ra thì cũng rất là thú vị, nhưng mà để cái đó là gì, để nâng cao cái cảnh giác, tức là phổ biến cho mọi người biết là coi như là đây là cũng là một cái khu du lịch mà để cho cái nhiều khi những cái tình huống này cũng rất là dễ xảy ra. Trường mẫu giáo hay là trường học gì đó nói chung là cũng hay bắt cóc con nít. Thì em cũng khuyên những các bà mẹ và là những người cha gì đó cũng đưa đón rước bé rồi cho đi đến nơi về đến chốn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng ta đang thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Và thực sự rất là tuyệt vời khi trong chương trình ngày hôm nay của Camera Giấu Kín, chúng ta đã chứng kiến được tận mắt những hành động rất thật của tất cả người dân, tất cả nhân vật trong chương trình khi đã cùng nhau đoàn kết, bảo vệ lẽ phải và giúp cho gia đình người gặp nạn có thể tìm được con, đoàn tụ gia đình. Và hy vọng tất cả chúng ta, tất cả khán giả xem chương trình, chúng ta cùng có chung ý thức như vậy để mà giúp đỡ nhau trong cuộc sống, để mà bảo vệ cái thiện và đẩy lùi cái ác ra khỏi xã hội ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.